chú anh chị tiếp tục làm cây. Hôm nay làm buổi chiều các bác nhé, để tối ngồi ngắm thôi các bác. Tối nhiều khi là cảm xúc nó nhiều, nhưng mà nó cũng hạn chế ở cái ánh sáng. Hôm nào mà lắp thêm được những cái bóng điện nó rực rỡ hơn thì làm sẽ thích hơn. Cơ bản chiều nay cũng rảnh thì làm luôn cái cây xanh Nam Điền vào đá. Chậu khá đẹp các bác nhé, chậu tàu cũ đấy. Và cây xanh Nam Điền vào đá mini thì có vẻ bác cả bác ấy trồng hơi bị nghiêng, trồng hơi bị chúi đây. Nghiêng đây tí thì nó thành nếu được cây vai cũng khá là cân. Đây bác nhìn vai này khá là cân đấy, thì nó đang hơi bị nghiêng đây tí đấy, thì hôm nào chờ trồng lại tí là được các bạn. Cây nó ôm đá mà, nhấc cái là ra đây. Thì hôm nay mình cắt tỉa đấy các bạn, cắt tỉa thôi. Để ở bên nhà bác chơi cùng thì nó vẫn khỏe, nhưng mà làm răm bác ấy chưa có kỹ thuật nên là nhiều khi nó cứ bỏ, rồi nhiều chỗ nó lại to quá, nhiều chỗ thì lại bỏ. Thì hôm nay tôi định hình lại để nuôi lại bộ răm và tiến tới là làm cho nó đẹp hơn các bác nhé. Cắt rụt một chút để lấy lại nha, cắt rụt lại một chút để nuôi lại cái răm khác nha. Đẹp.
Đấy các bác, bỏ đi hết còn lại bao nhiêu. Ổn nữa các bác. Nhặt sạch hết những cái bẩn bẩn, những cái yếu và cô cái dăm lại cho nó chuẩn, sao nuôi nó chuẩn nữa chứ cứ nuôi tiếc tiếc sau cái dăm xấu. Đấy, kinh nghiệm của tôi và cái lối làm các bác có thể làm cái khác thì tôi không tin rõ, tôi phải sạch sẽ. Đấy. Sạch sẽ và thoáng, sạch sẽ và thoáng, thoáng dăm, không cần dăm dày, chỉ dăm để đẹp và đều. Bây giờ nhìn thì rõ hơn đúng không? Nó hơi bị nghiêng này. Đấy, nó phải thế này. Cái chậu này lấy đá rất là nặng. Nặng lắm. Đấy, nó phải như này. Đấy, thế này. Nặng kinh á, bé mà nặng thế. Đấy thì cái cây bé làm thì nhanh thôi các bác. Đấy, làm thì nhanh thôi. Đá này, ngày xưa là đá cũ ngày xưa nó, đây là gài thêm ở sau này này. Đấy, tôi phải nghiêng nghiêng cái điện thoại này cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ mặt phẳng nó sẽ như này chứ không phải là bị chồng lệch như này. Đấy, nó sẽ như này và hơi ngửa về tề một tí nữa, đang bị ưỡn ở sau. Đấy, đẹp lắm các bác. Vừa nãy này tí bao nhiêu này, bỏ hết mà các bác nhìn nó thoáng, rất là thoáng. Thứ hai là dăm nó khỏe, những cái bẩn rác bỏ hết, yếu bỏ hết, mục tiêu là nuôi lại mà thôi. Vì trước đấy là mình không kế thừa được vì bác nuôi nó làm dăm nó không đúng ý của mình. Đấy, bây giờ mình làm thoáng rồi, mình lấy được cái khung rồi, bây giờ mình nuôi lại dăm nó sẽ rất là đẹp. Dăm rất khỏe, đẹp. Dăm điền quá, nhanh á. Đứng lên các bác xem. Như này, đấy, tôi phải nghiêng nghiêng này. Đấy, ngọn đây các bác nhé. Sau này tôi sẽ làm cho nó nở chỗ này, khuyết ra một tí cho nó, cho nó nhìn cho nó có điều chuyển. Nhặt thế mà còn chưa hết à? Những đồ bẩn bẩn này tôi rất ghét. Ổn không các bác? Hay đấy, cái mini cỡ hay đấy. Mà trồng lại cái các bác là ok thôi. Xong rồi có thể lấy một hai cái vách xuống như này, chấm vào đây xong giật cấp xuống đây, chấm vào đây xong cho nó chảy cái bệ xuống đây. Thế cái này thì không lấy nhá, buông một cái từ đây xuống cái cấp này xong rồi cho nó chảy xuống cái bệ này, thế là đẹp. Bên này lấy một cái xuống, thế là lại được một cái ba vai dáng làng thôi. Ok, cảm ơn các bác nhé. Thấy hay thì like các bác nhé. Bây giờ cho vào cái khay nước kia, hai cây trùng một khay. Đấy các bác nhìn, cây kia vừa cắt xong đây, cây này cũng thế, cây này cũng vậy. Mình ông này một cái khay đây rồi. Như vậy là đã xong mục tiêu 4 cây. Thấy nói chung là thành công ngoài mong đợi, thấy nó vẫn ổn, không bị hỏng cây nào và sửa xong rồi vẫn thấy nó rất là ok. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.